không thể tóc đều đặn hoặc chọn kiểu tóc quá cầu kỳ, chỉ đẹp khi uống sấy ở salon sẽ khiến bạn trông già nua, thiếu chỉnh chu. Mỗi kiểu tóc đều có độ dài giới hạn để giữ được phơm. Nếu để tóc quá dài, mái tóc sẽ không giữ được kiểu dáng ban đầu, khiến bạn trông kém chỉnh chu. Chuyên gia tạo mỗi tóc khuyến khích tỉa tóc sau 7 ngày với tóc ngắn và 15 ngày với tóc dài để cân chỉnh lại độ dài và đồng đều cho kiểu tóc. Chọn sai màu nhuộm không chỉ khiến mái tóc kém đẹp mà còn làn da mặt trông tối và đen sạm đi. Chuyên gia tạo mẫu tóc lưu ý không nên chọn tông màu nhuộm quá sáng so với da mặt. Nếu muốn nhuộm màu rất sáng, nên chọn kiểu nhuộm ôm tre hoặc highlight một chút để không làm tổng thể diện mạo trong già đi. Bạn có thể rất thích kiểu tóc của nữ minh tinh này, ngôi sao ca nhạc kia nhưng chưa chắc kiểu, tóc đó đã phù hợp với dáng mặt của bạn. Mái tóc nên được thiết kế để tôn lên hình dáng khuôn mặt tốt nhất. Ví dụ, người có khuôn mặt vuông, to ngang không nên cắt tóc mái bằng hay người có khuôn mặt dài không nên để tóc ép thẳng. Nếu không thể tự chọn cho mình kiểu tóc phù hợp, hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia tạo mẫu tóc. Xu hướng làm đẹp của mỗi năm, mỗi mùa đều thay đổi. Bạn nên cập nhật xu hướng để chọn cho mình kiểu tóc vừa phù hợp mà lại vừa thời. Thượng, chọn kiểu tóc đã hot từ hơn 10 năm trước. Dù rất hợp với bạn nhưng cũng sẽ cộng thêm cả chục tuổi cho bạn khi xuất hiện. Một số kiểu tóc rất đẹp, rất bắt mắt nhưng việc chăm sóc vô cùng cầu kỳ. Nếu bạn không phải là chuyên gia làm tóc, không thể đến salon mỗi ngày để sấy tóc vào nếp trước khi ra đường hoặc không thực sự tự tin với kỹ năng sấy tạo kiểu thì đừng nên chọn những kiểu tóc cần được uống sấy quá phức tạp. Nếu bạn nhuộm màu không gần với màu tóc thật, thì cần nhuộm phủ chân tóc thường xuyên để tránh tình trạng tóc hai màu, khiến tổng thể già nua, kém chỉnh chu. Chuyên gia tạo mẫu tóc khuyên rằng nên nhuộm giảm màu tối thiểu 3 tháng một lần để giữ độ trẻ trung cho mái tóc. Nếu có thói quen gội đầu vào buổi sáng, hãy đảm bảo tóc được sấy khô trước khi ra đường. Việc để tóc khô tự nhiên trong điều kiện phải di chuyển ngoài đường sẽ khiến mái tóc vừa rối bù, vừa khô sơ, nên dành thời gian sái tóc vào nếp cẩn thận trước khi ra đường để trong chỉnh chu và thời thượng. Nên thoa dầu dưỡng đắp mặt nạ cho tóc để tóc luôn sung mượt, chắc khỏe. Mái tóc sung mượt, ống ai giúp vẻ ngoài của bạn trông trẻ trung hơn. Nếu không sử dụng sản phẩm dưỡng tóc, để tóc khô, sơ, chảy ngọn thì bạn đã tự cộng thêm cho diện mạo của mình vài tuổi.